Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Roblox, let's go. Trong này là tổng hợp game, có rất nhiều các tựa game cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể chơi tựa game nào thì chơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ vào tựa game Big Guy. Let's go. Không biết là vào server mới hay là server cũ của họ đây. Server cũ rồi. Server này các bạn phải chạy. Chạy thoát trong vòng 7 phút. Và không biết là Big Guy đâu à. Mình nghe tiếng rất gần đây. Đây rồi. Anh chàng kia đang bị le. Ở đây thì có thêm một chiếc chìa khóa này. Chọn lấy cái chìa khóa màu đỏ đi. Một anh chàng bị bắt rồi. Version này thì các bạn sẽ phải chạy một con quái đầu tiên. Và khi nó sẽ đánh các bạn thì các bạn sẽ hóa thành Big Guy. Và lúc đó các bạn lại đi le những người khác. Ok, let's go. Đầu tiên các bạn phải chạy. Và có một con tự động nó sẽ le. Nếu các bạn bị bắt thì các bạn sẽ phải biến thành Big Guy. Không phải chìa khóa này rồi. Ok, chìa khóa đỏ anh kia đã mở ra rồi. Bắt đầu le rồi, đây rồi. Một con không đầu. Ui may thật. Chạy thôi. Ồ, một cô nàng nó bị bắt. Cô nàng nó biến thành Big Guy rồi. Oh my gosh, oh my gosh. Khi các bạn bị bắt thì các bạn biến thành Big Guy. Sau đó các bạn cũng le. Đó, cách chơi của phần này rất là hay. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Play. Skip. Wow. Ủa, mình đã gặp luôn Siren luôn. Đang đi ra ngoài đây. Oh my god. Hiện tại thì mình đang ở trong một căn phòng. Rất là tối luôn. Mở cái cửa ra nào. Cửa này không mở được. Bây giờ mình sẽ phải xuống cầu thang. Ông ta đâu, nhưng mà mình sẽ chạy đến cái điểm này xem là điểm gì. Đây không có gì.
Con quái thú không biết đâu rồi. Xem ở trong nhà này có gì không. Được một cái máy bay đây. Ồ. Chưa thấy nó đâu. Tiếng của nó kêu nghe rất là khiếp luôn. Vẫn chưa nhìn thấy nó gần đây. Wow wow. Rất là khiếp. Nhưng mà mình vẫn chưa nhìn thấy nó đâu. Chỉ nghe thấy là có tiếng bước chân. Soi soi xem nó có đi gần đây không. Không có, không có. Rồi các bạn hãy soi xem bên này. Đó, cách chơi game rất đơn giản thôi. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ ba. Let's go. Siren Rani. Let's go. One day. Đây là đứng cùng với ông nào đây? Ô, không mở cái này nào. Oh my god. Bong bong. Dán tường bong bong luôn. Và ta lại xuống đây. Lại xuống cho. Một bộ xương. Wow. Để không biết là con mặt con mũi ra ai đây. Giống ai đây. Cho mình nghĩ đây là mặt quả gọi là áo. Áo bộ xương.
Cũng là ta đứng đây một lúc hay là bà ta có thể đi. Vậy thì mình sẽ chuyển lên trên đây xem thế nào. Cắm vào đây, mình sẽ cắm vào đây. Cánh cửa sẽ mở ra ngay. Cửa đây không mở được các bạn ạ. Bà ta đây rồi. Bà này có vẻ hơi đơ một chút. Có thể bà ta không nhìn thấy mình. Đây là một mặt post. Một chiếc chìa khóa quỳ bên cây. Các bạn có thể tìm đủ khẩu súng, sau đó lắp vào và dùng khẩu súng này để chui vào một trong một cái tầng hầm. Sau đó các bạn phải bắn để mở cánh cửa bên trong ra. Có thể bà ta không nhìn thấy mình, cho nên mình đi không sợ. Đi qua và ta không biết gì. Wow, game bị lỗi rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. New game. So how let's put a church by Syrian. Wow, Syrian. Oh my gosh. Mình hóa thân là anh chàng Big Guy. Chàng này đang bị thương. Rồi mình sẽ lên đây xem. Chỗ này không có gì. Anh chàng Siren thì đang ở ngoài. Cái này cần một cây cầu. Got to God's heart of ash. Chạy à? Sao nó đi theo mình không? Wow, nó đi theo mình. Hay mình đánh nhau vào nó. Oh my god. Nếu là Big Guy thì không thể nào chiến được với anh chàng đó. Các bạn phải vào trong cái phòng vừa rồi và lấy một cái cứu hỏa, cứu hộ, sau đó thì đến đây để cứu anh chàng này. Ok, và mình sẽ sang từ game tiếp theo, Big Guy Chapter 1. Let's go.
Ok. Có thể BK đang ở đây. BK mà. Chạy luôn. Yeah. Harmonies. Ở đây thì các bạn phải đi tìm chiếc chìa khóa và những cái này. Ở đây thì chiếc chìa khóa màu đỏ đây rồi. Làm sao để tẩu thoát khỏi trốn tránh, tẩu thoát khỏi con Biga này. Và mình phải tìm một cánh cửa. Chọn ở đây. Đây cánh cửa màu xanh. Oh my gosh. Wow. Chỗ này là chỗ gọi là mình không thể nào mình trốn đi đâu được hết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. See you in here. Let's go. Ok, đội game này thì các bạn đi thu tập và chụp những bức hình. Khi ra đây các bạn sẽ nhìn thấy con Siren này ngay. Và mình sẽ lên trên này xem có gì không. Wow. Ở đây không có gì. Và cũng không thể nhìn thấy nó đâu. Xem bức hình xa đây có nhìn thấy gì không. Rất là xa luôn. Ok. Wow. Kia có một cái gì phát sáng, chạy nó xem. Sang người chết ở đây, trong bị Siren này giết chết. Mình sẽ chụp ảnh chỗ này xem. Ok. Siren đi đâu thì ở cây cối. Gió đi đấy. Và không biết nó đứng ở xung quanh đây nó đợi cái gì. À, nó rất là mạnh luôn. Và mình sẽ chạy vào này xem có cái gì không. Không biết nó kêu gọi cái gì. Ngôi nhà này sắp bị nó đánh tan nát đi rồi. Không biết có ai còn sống ở đây không. Mình sẽ soi xem. Không có ai đây. Thank you.
các bạn cứ đi tìm xung quanh và chụp những bức hình mà game yêu cầu. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Big guy, pick up from bitch. Play. Single play. Tựa game này thì nó hơi khó hơn một chút bởi vì là con big guy này nó sẽ le rất là nhanh. Và khi không cẩn thận là các bạn sẽ bị nó bắt ngay. Cánh cửa này thì khi các bạn đóng vào, các bạn mở ra, nó sẽ đóng vào luôn. Xung quanh đây thì không có gì. Cái này thì không mở được. Rồi mình sẽ mở cửa chính này ra xem có gì không. Rồi bắt đầu con Vika sẽ le mình. Oh my gosh, không hiểu sao lại ở đấy, tài thật. Nó đứng đó chờ mình luôn. Wow. Ok, mình sẽ vào những chỗ này xem. Không có gì ở chỗ những cái bàn này. Đây là một cái sách. Không đọc được. Ok. Bàn này cũng không có gì. Khi các bạn ấn vào cánh cửa này thì con big guy nó sẽ xuất hiện. Rồi, mình sẽ để nó xuất hiện ra xem thế nào. Và có thể nó ở trong này. Đó, nó đi xuyên tường. Oh my god. Nó không cần mở cửa mà đi xuyên tường luôn. Wow, wow, wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Đây là một tựa game thuộc của Bougie Game. Wow, let's go. Super here. Theo mình nghĩ là đi theo chấm đỏ để xem có gì không. Đây có một ngôi nhà. Mình đang nghi sẽ có quái vật ở đây. Thank you.
con quái nào luôn. Chỗ này là chỗ đường cùng thôi. Xét đánh rất là nguy hiểm. Ồ, ở đây có một cái gì đây? Wow, tiếng kêu ở đâu đây? Ồ, mình đã sang nơi khác rồi. Không phải, đây là chỗ lưu game. Ồ, đây là chỗ lưu game, không phải sang nơi khác. Wow. Đây là đạn này. Khi gặp con siren các bạn có thể bắn nó lên. Và hình như đang gần đây. Ồ đây rồi. Wow wow oh my gosh. Ok mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.